Lần đầu tiên tại Việt Nam, trẻ đến độ tuổi đi học sẽ được ra soát tiền sử tiêm chủng. Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được tiêm bù liều, giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh. Và chương trình tiêm chủng sẽ mở rộng phạm vi triển khai thực hiện kế hoạch này trong năm nay. Trong năm 2023, hoạt động này được triển khai trên quy mô nhỏ tại 12 tỉnh thành, trong đó có Cần Thơ. Dự kiến năm nay, chương trình tiêm chủng sẽ mở rộng phạm vi triển khai thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng, tiêm bù mũi cho trẻ nhập học mầm non, tiểu học, tại trường học. Sang 30% số tỉnh thành, từ năm 2025 sẽ triển khai trên toàn quốc. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết việc triển khai tiêm tại trường học nhằm tiêm vét, bù mũi cho các cháu bị quản hoặc bỏ lỡ các mũi tiêm chủng đầu đời. Điều này giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch, chủ động phòng dịch, tiết kiệm nguồn nhân lực so với triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung đồng loạt.